qua dòng danh nắng chiều rạn vàng, non bài thơ anh gửi tặng em. Đưa anh về Tân Mỹ đan xa, gió chiều du câu hò hoan nhạt, nắng chiều buông bãi bờ Quang Thọ, quê hương mình đẹp lắm mà anh. Xây tương lai, xây cuộc đời mới.
và người cùng một lòng thế thì anh được này để làm cánh đồng quê em, cho đồng quê em xanh một màu lúa mới, cho làng quê em bao ánh điện sáng người này đất nắng soi vang vọng hò quan bên dòng sông quê hương Quảng Trạch. Mà lòng ta mơ tàu qua núi cao, ngày hôm nay thanh thang con đường lớn, tàu anh đi trong yêu thương chào đón, tha thiết thao niềm vui theo cánh con tàu đi là thương nhau, em bắt câu cho tàu anh tới là yêu nhau, mấy núi ta cùng lội là yêu. Con mùa vui qua đều hải vẫn may bay đỉnh núi, nhớ thương nhau em chờ anh tới là sao anh đi vượt qua núi cao, trời quê hương trong xanh như lời hát, biển quê hương du êm bờ cát, đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay về Nam là thương nhau, em bắt câu cho tàu anh tới là yêu nhau, hãy vui ta cùng lội là yêu nhau, mây vui ta cùng theo tàu quay qua đèo hải vẫn mây bay đỉnh núi, nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ tàu qua núi cao, ngày hôm nay thanh thang con đường lớn, tàu anh đi trong yêu thương chào đón, ta biết bao niềm vui theo bên con tàu đi là thương nhau, em vẫn cầu cho tàu anh tới là yêu nhau, mây trôi em cùng lời là yêu nhau, núi em cùng treo là yêu nhau, mây rơi ta cùng lời là thương nhau, mây đôi em cùng trên sông trắng sáng cưới nhau về ta rước hồi vui, đêm trong dài thuyền hoa trắng bao cô nàng miệng cười xinh xắn, thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với bao màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm vui. Tiếng hát em vang cả dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên nước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành dưới mái che vui, bên thanh bình ta sống thành thời. Mùa đông nước khe vàng bước bay lên đá, lòng anh say miền đất lạ, là chẳng em lo đường trăm bom đồ. Anh lên xe trời đổ cơn mưa, cay gạt nước xua tan nỗi nhớ. Em xuống núi nắng
vàng rực rỡ, khai nhành cây gạt mối riêng tư. Từ nơi em đưa sang bên nơi anh, những binh đoàn đối nhau là thiền tiên. Như tình yêu nói lời vô tận là thông thường tương lai. Hãy Việt Nam như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, đời Bác ngày là thành chiến thắng vì hoàng. 30 năm đấu tranh quanh sơn thế non sông, 30 năm chiến thắng Cộng Hòa bản dân ta thành công. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh. Nay đã thành chiến thắng huy hoàng, 30 năm đô thành dân toàn dân non sông, 30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến ra thành công. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh. Bên ấy mưa nhiều con đường mà gánh đau, muối bay rừng già cho dày tay áo. Hết rau rồi em có lấy măng không? Còn em thương anh bên kia mùa đông, ngưỡng khe càng lên đá, biết lòng anh say miền đất lạ, là chắc em lo đường chân bom tù. Thôi áo ra, anh lên xe, đôi đồ vật vừa, tay gạt nước xua đi nỗi nhớ. Em xuống núi nắng về rực rỡ, cay nhành cây gạt mối riêng tư. Từ nơi em đưa sang bên nơi anh, đoàn nối nhau ra thuyền tiến, như tình yêu nói lời vô tận là đông Trường Sơn ơi, tây Trường Sơn, Trường Sơn tây tím nắng đổ cây mưa quay. Em giang tay em xòe tay, chẳng thế nào mà xua tan mây, chẳng thế cho dùng sợi thương ấy mấy trăm mãi lầm cút sợi nhớ mây đang còn xanh. Nghiêng sơn đông mà che mưa anh, nghiêng sơn tây xòa bóng màn lầm trời thơi mây màu xanh xuất. Mà em nghiêng hết ấy mây về phương anh, mà em nghiêng hết ấy mây về phương anh. Đừng lại giếng câu chôm nghèo thua được, cát trắng tương nhau tinh kiệt một màu. Được giếng như ai mà lung linh trong suốt, ngọn gió lùm ru giấc ngủ tuổi thơ. Ba đồn trong tôi linh thiêng mãi đến giờ, một tiếng rào kêu cũng ùa vào nỗi nhớ. Nếu Bác phủ xe lam đủ bờ đê, nhớ những phố cao Tân Thành Thuần Đức, quả ngô đồng rơi không góc giữa trưa hè, cắm phường hồng trên lần tiếng ve. Tuổi học trò trôi nhanh như gió bào, ước mong sự nghiệp cũng trôi nhanh. Vết sẹo ngày xưa hằn sâu trong ký ức, ước gì cho ta trở lại ngày xưa. Cát trắng thương nhau chẳng cần điều ước, và vẫn một màu bình dị sáng trong, như nước giếng câu đục rồi lại trong ngàn năm chẳng phai mờ. Ba đồn ấy trên đường thiên lý mà đổi chảy từ rung sóng một miền quê. Thank you.
Cộng hòa tháng trên ba thành công. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh. Con phường trời ta về đây chung vui, không phân chia dòng nói tiếng cười, cùng nắm tay nhau ta kết đoàn thân ái, trao cho nhau những lời thiên tha, trao cho nhau những lời thiên tha, ta nắm người như một à. Một ngày đâu ta tất cả quên ăn, năm anh em mỗi đứa một quê, đã lên xe đây là cùng một chữ. Hồ mấy đêm ta tất cả xung phong, đã xong cả năm người. Ngày hôm nay ta hồi kết quả chơi nào thì để nó còn chúng ta phấn khởi mặt tươi rồi, chơi tính luôn biết rồi. Chơi chi bạc hoạt động chống bắt bỏ để ba chữ đi là làng ghé không phải cái quyết quyết giờ quyết quyết giờ quyết của ba chữ chiều của anh chiều nay tiếng sao ai đang liền con nền lắm ta xuôi reo dưới chân người qua thủ đô yêu dấu quê nằm con reo bóng người con in tên đeo đất học những cây đá này xuống qua tên vai em đi vừa dễ đoàn em là ta viên em cùng hồng sông loài sông chảy bên đường quốc lộ hay trong tình quý xa.
xa xôi, chiến công trầu bảo vệ như vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa, như hàng dương sầu xéo suốt bốn mùa. Em yêu ơi em thương nhiều lắm đó, lòng âu lo khi mùa bão đi qua. Em yêu anh như yêu cầu quý dòng dần đi dần mà thương cũng hơn nhiều. Ngoài khơi xa trong sóng ngắm phơi rồi dài đời. Em yêu anh như yêu bờ cả trái. Đừng đi xa như loài cá lang thang. Em yêu anh, em thương anh vẫn vời. Dần đi dần mà thương cũng thật nhiều. Nhà tranh thương đất mẹ nghèo, đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương. Gặp lại tiếng tôi mẹ ngồi xịt phải. Gặp lại dòng trăm đêm trăng cha đọc thơ. Gặp lại tuổi thơ rơi giọt lệ, tưởng cánh vọng xưa rung về. Gặp lại sắc hoa đài hoa sen, có ta thương đời. Hồ Chí Minh, người là quê hương như sông Lam chẳng Tĩnh, vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa và cách mạng, nơi có những tên đất, tên người gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Về Hà Tĩnh, du khách đến thăm khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc, vùng đất huyền thoại, nơi đang hồi sinh mạnh mẽ, là điểm đến ấn tượng của nhiều thế hệ. Ngã ba Đồng Lộc thuộc địa phận xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, có tổng diện tích 107 hectare, nằm gọn trong một thung lũng hình tam giác, hai bên đồi núi trọc, ở giữa là con đường độc đạo đi qua. Ngã ba Đồng Lộc cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh 20 km, cách thành phố Vinh Nghệ An khoảng 40 km. Về với Đồng Lộc, ấn tượng đầu tiên với du khách là những thuyết minh viên trong trang phục màu xanh người lính, mũ tai bèo, đôi dép cao su đón chào niềm nở, nhiệt tình. Đặc biệt, giọng nói truyền cảm đậm chất xứ Nghệ sẽ dẫn du khách đến với những câu chuyện đầy cảm động về những chiến công, những con người đã từng sống và chiến đấu quên mình tại vùng đất máu lửa này. Để đảm bảo thông suốt các chuyến xe kịp thời cho tiền tuyến, hàng trăm, hàng nghìn những chàng trai cô gái ở lứa tuổi 18 đôi mươi trên khắp mọi miền Tổ quốc đã gửi lại tuổi thanh xuân tươi đẹp nơi ngã ba này. Trong đó phải kể đến sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong vào ngày 24 tháng 7 năm 1968. Chiến tranh đã đi qua, bao mất mát đau thương cũng lùi vào quá khứ. Đồng Lộc bây giờ đã đổi thay, là địa chỉ xanh tràn trề sự sống.
khu di tích lịch sử thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc được Đảng, Nhà nước và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chọn đầu tư xây dựng, trở thành nơi tưởng niệm thanh niên xung phong toàn quốc nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho đồng bào và thế hệ trẻ cả nước. Khu di tích lịch sử thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc đã được xếp hạng là khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt vào ngày 9 tháng 12 năm 2013. Nơi đây đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng lòng yêu nước cho lớp lớp thế hệ sinh ra sau chiến tranh, để bất kỳ ai lớn lên đều thấy mình phải có nghĩa vụ sống sao cho xứng đáng với những gì mà thế hệ cha anh để lại. Ở vị trí dễ quan sát nhất là cột biểu tượng lưu niệm của ngành giao thông vận tải nằm ngay giữa tâm ngã ba đường, là nơi giao nhau của ba tuyến đường Lạc Thiện - Đồng Lộc, Khe Giao - Đồng Lộc, Ba Giang - Đồng Lộc. Nằm dưới thung lũng trong công viên tuổi trẻ là tượng đài chiến thắng, nơi ấy ngày xưa chi chít hố bom. Phía trước mặt tượng đài là ngã ba, nơi giao nhau của ba huyết mạch và dãy núi Trọ Voi. Sau lưng tượng đài là dãy núi Mũi Mác. Tượng đài chiến thắng Đồng Lộc chính là biểu tượng bất hủ của sức mạnh, ý chí quyết chiến quyết thắng, tinh thần vươn lên, đạp bằng mọi gian nan nguy hiểm của lực lượng thanh niên xung phong, bộ đội, công nhân giao thông, công an, dân quân du kích. Xung quanh chân tượng đài là biểu tượng của khói lửa, đạn bom và các vầng mây biểu trưng cho hòa bình, hy vọng và màu xanh bất diệt của bầu trời Can Lộc. Dưới chân tượng đài là lư hương và bệ đá. Xung quanh chân tượng đài là những bức phù điêu xếp thành hình cánh cung, miêu tả không khí sôi nổi khẩn trương của thanh niên xung phong, công nhân giao thông, bộ đội, dân quân, lái xe, nhân dân Đồng Lộc và các xã lân cận san đường, lấp hố bom, dẫn đường cho xe qua. Cách ngã ba Đồng Lộc hơn 50 mét về phía bắc, nằm ngay bên trục đường là đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ngành giao thông vận tải, được xây dựng nhằm giáo dục truyền thống cho cán bộ ngành giao thông vận tải nói riêng và nhân dân cả nước nói chung về sự cống hiến, hy sinh to lớn của ngành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của cả dân tộc. Đài tưởng niệm là không gian ghi danh và tưởng niệm 902 anh hùng liệt sĩ ngành giao thông vận tải hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên địa bàn Hà Tĩnh. Du khách tiếp tục đi thẳng về phía trước. Bên tay phải là nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc. Nơi đây ghi danh hơn 4.000 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc và các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc. Nhà bia tưởng niệm chính là trang sử hào hùng và bi tráng của lịch sử, là hiện thân của lực lượng vai trăm cân, chân ngàn dặm, không tiếc tuổi xuân và xương máu vì độc lập tự do của dân tộc. Tại đây, tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong sẽ được lưu danh muôn đời, để lớp lớp cháu con ngưỡng vọng, tôn kính, tự hào. Để lại nhiều cảm xúc nhất cho du khách là tại hố bom và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong. Các chị thuộc tiểu đội 4, đại đội 552, tổng đội 55 do chị Võ Thị Tần làm tiểu đội trưởng đã anh dũng hy sinh vào hồi 16 giờ ngày 24 tháng 7 năm 1968. 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc cùng với những người con trai con gái thanh niên xung phong cả nước đã dựng lên tượng đài chiến thắng vĩ đại, không chỉ cho vùng đất Hà Tĩnh mà cho cả dân tộc Việt Nam. Các cô đã đi vào lịch sử như một dấu ấn hào hùng của tinh thần quả cảm, chính nghĩa, anh hùng cách mạng. Cuộc đời của các cô đã trở thành điển tích, huyền thoại, khi cả sự sống và cái chết đều mang vẻ bi tráng của một thiên anh hùng ca bất tử. Giờ đây, họ cùng nằm lại nơi mảnh đất mà họ đã từng chiến đấu. 10 ngôi mộ trắng như hàng quân năm xưa, 10 ngôi mộ không khi nào ngơi khói hương của những người đồng đội, những người chưa từng trải qua chiến tranh, những người khách du lịch,
cả những chiến binh Mỹ đã từng ném bom hủy diệt ngã ba Đồng Lộc. Tất cả đến và gửi gắm lòng thành kính cùng nỗi tiếc thương vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái. Tượng đài 10 cô gái Đồng Lộc đặt ở vị trí gần trung tâm khu đất trên triển núi Mũ Mác, tạo tầm nhìn bao quát. Cụm tượng đài cao 7,5m, dài 15,5m, rộng 5m, nặng 400 tấn, thể hiện sự tôn vinh, ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Qua đó tái tạo lại một khoảng không gian, một thời khắc lịch sử trên chiến trường đạn bom với khí phách kiên cường, quật khởi, tinh thần quyết tâm chiến thắng kẻ thù, sự xả thân quên mình của các chị. Kính chào bà con hội viên nông dân của hợp tác xã nông nghiệp An Long Phương Bôi Đồn. Tình nghĩa của hợp tác xã nông nghiệp An Long Phương Bôi Đồn đã thành lập vào ngày 2/6/2022. Thì qua quá trình thành lập đến nay thì cũng được một thời gian cũng rất ngắn, nhưng mà hội cũng đã tâm huyết. Mục đích tôn chỉ của hội là nhằm để đồng viên các hội viên thăm hỏi các nhân lúc có những cái vấn đề khó khăn của hội viên. Vừa rồi thì ban chấp hành hội cũng đủ năng lực là tạo điều kiện cho hội viên trong hợp tác xã nông nghiệp đi tham quan là ngã ba Đồng Lộc, rồi là tham quan là quê bác, rồi là đi cửa lô, nhằm động viên hội viên của hội hợp tác xã nông nghiệp An Long Phương Bôi Đồn. Cùng nhân đây xin kính chúc bà con anh em hội viên nông nghiệp An Long Phương Bôi Đồn khắp mọi miền Tổ quốc sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Đội xếp hàng ngang, không thấy em về cúc ơi. Chín bạn đã quay quần, chỉ còn thiếu mình em thôi. Em nằm nơi nào mịt mùng khói lửa, Đồng Lộc rạng rỡ cánh chim lìa bay. Đi xiêm đâu ạ? Đã xuân vinh. Cúc ơi, em nằm nơi nào? Lòng đất sâu thì lạnh lắm, mà áo em lại mỏng. Da em xanh và mái tóc con xanh. Về với anh Cúc ơi, về đi thôi ơi Cúc ơi. Về tắm dòng sông trong ngàn phố, về ăn trái quýt đỏ sơn bông, cơm chiều chưa ăn gối còn thêu giờ. Đồng đội đang chờ em, đùa găm mà cơm úp. Đồng đội khóc tên em, cạn khô mà dòng lệ. Thank you.
khoảng trời xanh trong có làn mây trắng như bông. Trên đường về thăm quê bác mà có biết bao xúc động trong lòng. Một nếp nhà đơn sơ với thời tuổi trẻ đầy ước mơ. Đây mảnh vườn quê năm xưa như còn dấu chân bác đến bây giờ. Nghĩ về bác lòng con trong sáng hơn, đứng nơi đây mà rộng mở tâm hồn. Lời của bác dẫn con đi với niềm mơ ước lớn, niềm tin sắt son chắp cánh cho con vừa trông gai qua những chặng đường. Nghĩ về bác lòng con trong sáng hơn, đứng nơi đây mà rộng mở tâm hồn. Lời của bác dẫn con đi với niềm mơ ước lớn, niềm tin sắt son chắp cánh cho con vừa trông gai qua những chặng. Khoảng trời xanh trong có làn mây trắng như bông. Trên đường về thăm quê bác mà có biết bao xúc động trong lòng. Một nếp nhà đơn sơ với thời tuổi trẻ đầy ước mơ. À, đoàn là cởi gì là trước đấy là nông nghiệp. Bây giờ là thành lập lại là hội nghĩa tình của nông nghiệp của thị xã Ba Đồn. Chúng tôi đến tham quan của quê bác thì đoàn chúng tôi có để lại là có cái cảm tưởng là trước đây là có gì là mấy chục năm là chúng tôi chưa ra thăm quê bác. Bây giờ đoàn chúng tôi là ra thăm quê bác thì đoàn chúng tôi cảm nghĩ là có gì là ở ngoài bộ là có gì có quan tâm đến là có gì là quê bác. Chứ bây giờ chúng tôi là đoàn chúng tôi ra thăm là để lại cái cảm nghĩ là có rất là có gì là rất là cảm nghĩ rất là có gì tốt với là có gì là quê bác.
bao ngàn năm không quên, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương cánh vòng xưa ru tiếng ngọt ngào. Đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương, gặp lại sắc hoa của màu cờ đỏ, gặp lại tình người trong trang thơ nguyên du, gặp lại vị quê trong hương cố mơ mùa thu. Hồ Chí Minh, người là quê hương như sông Lam trắng cạn. Hồ Chí Minh. Đoàn xã viên hợp tác xã nông nghiệp Ba Đồn hôm nay đến cái núi của bác là lúc 10 giờ đi thăm cái núi của bác, cho nên trong đoàn thì có người lớn và người trẻ. Thì hôm nay là quá trình lao động và mệt mỏi, thì hôm nay được sự đồng ý của anh chị em trong đoàn và đi thăm quê bác để lấy kỷ niệm năm 40 năm sau khi thành lập hội lại nông nghiệp Ba Đồn, phường Ba Đồn. Bãi biển Cửa Lò là một bãi biển dài, đẹp với cát trắng, nắng vàng và rừng cây trên bờ, trên các núi thấp gần cảng. Được đưa vào khai thác và sử dụng từ cuối thế kỷ 19, đến nay thị xã Cửa Lò được xây dựng thành đô thị du lịch, thu hút đông đảo du khách với vẻ đẹp và sự thân thiện của con người vùng biển xứ Nghệ. Khơi dậy niềm tự hào về một vùng đất không chỉ kiên cường, gan góc, có truyền thống cách mạng với những danh nhân được lưu vào sử sách, mà còn là vùng đất giàu tiềm năng thực sự. Cửa Lò là điểm đến đặc biệt quan trọng của du lịch Việt Nam. Theo thống kê, hiện thị xã biển Cửa Lò có trên 270 khách sạn, nhà nghỉ với gần 7.500 phòng, trong đó có gần 30 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1 đến 4 sao, đáp ứng được 20.000 khách lưu trú mỗi ngày đêm, và nhiều nhà hàng đặc sản nổi tiếng với giá cả hợp lý.
Hồi nông dân nông nghiệp của thành Long Ba Đôn, chúng em đi ra con biển Cửa Lò, em nhìn thấy là biển Cửa Lò rất là đẹp ạ. Hôm nay là có cái hồi nông nghiệp, ngày xưa là khó nhọc rồi, bây giờ là chị em là trong nông nghiệp á, là được sự là giúp đỡ của chị em nông nghiệp. Sáng hôm nay là đoàn là ra đi thăm Cửa Lò thì rất là vui vẻ, nhiệt tình, ai cũng là đi là coi như là hết sức vui vẻ, ra đây là được nhiều người là họ đón tiếp, các đoàn ở Cửa Lò là họ đón tiếp rất là niềm nở vui vẻ, cứ khắc phục. Chị em là phải luôn luôn là mình khổ rồi, bây giờ là mình phải sống đổi mới, luôn luôn là phải nhớ về những người nông nghiệp ngày xưa ông cha của mình để lại, bây giờ là mình rất là vinh dự. Đến đây là cũng là chị em cũng là vui vẻ. Anh em mình là một gia đình, gia đình là chơi hết mình, đây là đây. Gạt lên đây, đây ngồi, một người ngồi trước. Nhai con người của em lên luôn, mới chạy luôn đi. Ôi, để bảo cái nắng này. Ôi, ngồi tối rồi thế. Biển trời nơi đây như xanh hơn, bờ cát mịt màng hơn, sóng vỗ dịu êm dù quê tôi đầy nắng gió. Màn đêm buông xa hơn, răng răng biển đêm rực sáng, xa xa vẳng nghe câu hát, câu ví rằng quê. Một vùng đất miền Trung rực nắng, phố biển căng gió buồm lên, ta xa khơi đi tới chân trời, Cửa Lò vươn vai trong nắng mới. Sóng như mời gọi, gió như mời gọi, hãy về bên nhau anh hỡi. Hòn ngư hòn mặt ngóng chờ, đã qua một lần nhớ mãi Cửa Lò trời nơi đây như xanh hơn, bờ cát mịn màng hơn, sóng vỗ dịu êm dù quê tôi đầy nắng gió. Màn đêm buông xa hơn, răng răng biển đêm rực sáng, xa xa vẳng nghe câu hát, câu ví dòng quê. Một vùng đất miền Trung rực nắng, phố biển căng gió buồm lên, ta xa khơi đi tới chân trời, Cửa Lò vươn vai trong nắng mới. Sóng như mời gọi, gió như mời gọi, hãy về bên nhau anh hỡi. Hòn ngư hòn mặt ngóng chờ, đã qua một lần nhớ mãi Cửa Lò ơi. Sóng như mời gọi, gió
lần nhớ mãi Cửa Lò ơi. Sóng như mời gọi, gió như mời gọi, hãy về bên nhau anh hỡi. Hòn ngư hòn mặt ngóng chờ đã qua một lần nhớ mãi Cửa Lò ơi. Hôm nay, ngày hôm nay là hội tình nghĩa nông nghiệp Phan Long Ba Đồn. Ban thường vụ là đã tổ chức cho hội các hội viên. Hội viên tổng thể cả là có một, đến thời điểm bây giờ là đã có được 100 hội viên. Nhưng bây giờ hôm nay là có đại diện đi ở đấy là có 50 hội viên. Là chương trình của ban thường vụ là đã sắp đặt theo kế hoạch là cho chị em đi tham quan có 3 điểm. Điểm thứ nhất là điểm đầu tiên là đến 10 cô gái Đồng Lộc. Điểm thứ hai nữa là về quê của bác, về quê của bác là về quê nội và quê ngoài. Điểm thứ ba chốt là về điểm cuối cùng là về biển Cửa Lò. Trong quá trình từ khi bắt đầu khởi hành ra đi tham quan đến bây giờ là hội viên của mấy chị em là rất là phấn khởi, háo hức, ngoài sự mong đợi, ngoài sự tưởng tượng, bởi vì là thiên thời địa lợi nhân hòa, ông trời không phù lòng của tất cả mấy hội viên đã mong ước xưa nay đến từ đã gặp mặt qua cuộc đi với chị em hội ngũ ngày hôm nay là rất đoàn kết, vui vẻ. Bên cạnh đó là có sự hợp tác của nhà nhiếp ảnh Hải Điệp cùng hợp tác với là chi hội đi trong suốt từ khi đi đến khi về rất nhiệt tình. Điểm cuối cùng mà chốt là mình ra ở tận biển Cửa Lò. Đúng là một biển Cửa Lò, ai chưa đi là chưa biết, đã đến ở đây rồi thì không muốn về. Nước biển xanh mênh mông, thuyền vào cá đầy ắp, thích nếu như thế này. Qua cuộc mình đi như thế này về nói chị em bạn bè của mình, những ai chưa ra biển Cửa Lò thì cũng cố gắng đi ra để biết. Và ở đây rồi mình cũng thông tin trên mạng xã hội cũng Facebook là cũng mời các những là nước ngoài đó, những người có đi xa rồi lúc nào có điều kiện đi về là cùng ghé về thăm biển Cửa Lò đó. Trong quá trình đi hôm nay là chị em là rất phấn khởi, hào hứng, rất vui mừng đã gặp nhau rồi mà thời tiết rất thuận lợi. Đúng là cho chị em một ngày gặp đó là ông trời cũng phù lòng của các chị em trong hội viên. Chị em hôm nay thì cũng rất đoàn kết thôi. Bước cuối cùng đó là cảm ơn là nhiếp ảnh gia của Hải Điệp đã đi theo là hợp tác thành công cho chi hội của mình, rất thành công tốt đẹp. Đi thành công tốt đẹp rồi là mình cũng trong đó cũng đồng hành có nhà xe của Sâm Tường, có hai tài xế rất nhanh nhẹn, nhiệt tình, hoạt bát và đã đưa cả đoàn đi từ đến nơi về đến chốn. Cho mình cũng xin gửi lời chúc cho công ty của Sâm Tường làm ăn ngày càng phát đạt, để còn đưa đón những nhiều đoàn khác để đi du lịch đấy đó. Mình rất cảm ơn của thứ nhất là cảm ơn nhà nhiếp ảnh gia của Hải Điệp có hai thành viên rất nhiệt tình, năng nổ, nhanh nhẹn là đồng hành với là cùng chi hội tình nghĩa phụ nữ nông nghiệp của phường của Phan Long Ba Đồn rất thành công tốt đẹp cho mình. Xin cảm ơn. Tối
sao tình quên.